Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Đường về nhà là vào tim ta. Ôi, chạy làm sao được bạn ơi. Dẫu nắng mưa gần xa, chạy đâu còn sâu. Nope. Ôi ôi, mù mắt ghê. Nope. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và lời đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành thời gian quý giá để có thể xem clip của mình. Chúc cho mọi người và gia đình của các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm nay đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của anh chàng Lữ Bố. Một phần là đưa đến cho người để xem Lữ Bố leo danh có còn địch bá đạo hay không. Cái điều thứ hai là muốn đưa đến cho người một cái video chôn game dành cho vị tướng này. What the hell? Để xem bản thân của mình có thể vượt qua được thử thách với video chôn game. Và để xem đồng đội của chúng ta có phản ứng gì hay không với cái video chôn game này. Và video chôn game ngày hôm nay là gì thì lát nữa mình sẽ trình bày cho mọi người nhá. Bây giờ cố gắng làm sao mình sẽ farm thật là nhanh để có thể lên được level 4 càng sớm càng tốt. Mà thấy qua Mina team địch di chuyển vào rừng team mình hơi bị đông. Điêu Thiền ơi, Điêu Thiền vào hỗ trợ mình cái nào. Trận đấu này có cặp đôi Lữ Bố và Điêu Thiền, thế này thì hết nước chấm rồi. Mina đi đâu con sâu, cho mình xin một mạng chiến công đầu. A à, hi hi. Được một mạng các bạn ạ. Trời đất ơi, trận đấu này trùng hợp quá, lại gặp ngay Điêu Thiền như thế này có tuyệt vời không? Bởi vì Lữ Bố và Điêu Thiền như các bạn biết thì chúng ta đã có một cái cuộc tình sướt mướt rồi. Một cái cuộc tình thì chắc hẳn ai cũng đã biết về câu chuyện Điêu Thiền và Lữ Bố yêu nhau say đắm như thế nào. Đấy. Hy vọng rằng lát nữa Điêu Thiền có thể hỗ trợ mình được một cách tuyệt vời và mình cũng sẽ cố gắng bảo kê Điêu Thiền nhá. Nói chung là có đi có lại mà. Đấy. Hiện tại thì cái trang bị trong trận đấu ngày hôm nay mình đưa đến cho người đó là một cái build đồ làm sao cố gắng giúp cho Lữ Bố đạt được nhiều phần trăm hút máu nhất có thể nhá. Bây giờ mình ra mình hất tung luôn Flaw. Flaw ơi, Flaw đi đâu? Thế là Flaw bốc hơi nhưng mà cái mạng đấy không phải mạng của mình. Mạng đấy là zone ăn rồi các bạn ạ. Bởi vì trụ bắn hơi bị nhiều. Thôi thôi mình về đây. Sợ quá cơ. Vừa xong Duê tung cho vài kỹ năng một cái thôi còn đúng xíu máu. Thường thường khi mà đối đầu với Lữ Bố để mà cách khắc chế Lữ Bố thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi. Cơ chế kỹ năng của Lữ Bố đó là khả năng khống chế và khả năng hút máu rất nhiều. Vậy nên khả năng cao khi mà nhìn thấy Lữ Bố chắc chắn một điều các bạn sẽ cần phải lên sách tri hồn. Ok, cho team bạn lên sách tri hồn đi. Nhưng mà mình không sợ đâu. Bởi vì trận đấu này mình sẽ lên rất là nhiều trang bị giúp cho mình có thêm phần trăm hút máu nha. Và để xem mình sẽ đạt được bao nhiêu phần trăm hút máu thì các bạn hãy cùng theo dõi. Và cũng để xem là đối phương sẽ lên bao nhiêu sách tri hồn, bao nhiêu đao tri hồn để có thể khắc chế được mình. Hy vọng rằng là team bạn đừng có lên để mình có thể thể hiện bản thân với cái lượng hút máu vô cùng lớn. Nói chung là bây giờ mình chưa lên được cái trang bị hút máu nào đâu, cứ bình tĩnh nhá. Team địch là cứ di chuyển vào rừng team mình như thế này là không được rồi. Bây giờ mình ra mình xem vơ vét được cái gì không. Hello Skirt, ui dồi cái mạng đây được chứ đâu. Tiếp theo là Mina này, thơm quá các bạn ạ. Tàn đến sau, giao tranh và sau đó vét mạng thôi. Trang bị đầu tiên sẽ là trang bị đi rừng đến từ cung báo tố. Ngoài ra sẽ là giày kiên cường.
Rồi mình sẽ lên đó là kiếm Fenrir, cung tà ma, rồi quỷ kiếm. Trang bị nữa sẽ là kiếm Fenrir nhá. Mình lên hai cái trang bị kiếm Fenrir liền mà. Và nếu như khi mà lên full đồ như vậy rồi mà chưa đạt được 100% hút máu thì mình sẽ tiếp tục bán trang bị giày kiên cường để lên tiếp tục trang bị kiếm Fenrir còn lại. Thế là chúng ta sẽ có được 3 trang bị kiếm Fenrir, một cung tà ma, một quỷ kiếm và một cung bão tố. Đấy là về build đồ. Thực ra mình không để lại cho mọi người đâu, bởi vì build đồ này build đồ chân game thôi. Cái gì đấy, định cân tôi à, định thịt tôi à, tôi bất tử luôn, hồi máu rất nhiều các bạn ạ, hút máu rất nhiều và mình xin hai mạng liền tù tì các bạn ơi. Thế là tự nhiên lại được 4 mạng thế này. Đấy, thơm quá. Khi mà kích quạt chiêu cuối lên hút máu rất nhiều nha. Tin bạn mà không lên cái sách trường là một sai lầm đấy. Chỉ cần lên sách trường là có thể khắc chế được sức mạnh của lữ bố mà. Ngoài ra hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian được khoảng tầm 5 giây ngay thời điểm này được không? Giúp mình một nút like cho clip để giúp cho kênh YouTube của mình tăng thêm tương tác, clip của mình thêm được thêm tương tác nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chỉ cần mỗi người cho mình một nút like thôi, bởi vì nó cũng rất là miễn phí. Nút like của các bạn là miễn phí, giúp cho mình có thêm động lực hơn, bởi vì clip của mình nhiều like thì chắc là nó sẽ được tăng thêm tương tác đấy, để cho YouTube đề xuất clip của mình cho được nhiều view hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại thì mình cũng đang bất tử rồi, cố gắng trận đấu này không để chết mạng nào nhá. Chứ còn lên full đồ hút lên full phần trăm hút máu thì để chết mạng thì hơi bị buồn. Nhưng mà mình cũng sẽ không đánh kiểu sợ sệt đâu. Mình sẽ chơi theo phong cách là hổ báo. Khi mà chúng ta không còn chiêu cuối thì chúng ta vẫn hút máu được nhiều, bởi vì mình lên full đồ hút máu mà. Hiện tại thì chưa lên được nhiều đồ thì cứ bình tĩnh, tiến hành đi ganh thôi. Khi mà skirt lên cao như thế này, skirt, skirt ơi, gặp cặp đôi điều thiền lữ bố ăn ý như thế này thì skirt về làm sao được. Người đóng băng, kẻ hất tương. Đấy, sao mình cảm thấy hợp thế nhở, khi mà điêu thiền đi cùng lữ bố. Hơi đáng tiếc là trận đấu này mình chơi cái bộ trang phục đó là lữ bố thần ngọc, nhưng mà điêu thiền lại chơi cái bộ trang phục là điêu thiền tiệc bãi biển, chứ không phải là chơi bộ trang phục đôi với nhau. Chơi bộ trang phục đôi với nhau thì nó lại được coi là sự trùng hợp, bởi vì là mình leo danh đơn mà gặp được điêu thiền nó cũng rất là khó khăn rồi, mà điêu thiền mà chơi trang phục đôi với mình nữa thì đúng là sự trùng hợp rất lớn. Tiếp tục cố gắng thịt luôn phở la bất cười. Ôi bây giờ mình chơi kiểu hổ báo đó các bạn ạ. Xanh như thế này rồi, mỗi lần băng trụ như thế nào thì bản thân mình có chiêu cuối thì mình không sợ sệt một chút nào đâu. Có thêm cả kiếm Fenrir nhá. Lát nữa rồi thì sẽ bật qua cho người xem qua về chỉ số phần trăm hút máu của mình. Thật ra thì đối với Triệu Vân thì chúng ta có thể lên được 100% hút máu. Còn đối với Lữ Bố có lên được 100% hút máu hay không thì tùy thuộc thôi. Kể cả nó phụ thuộc kể cả vào bảng ngọc của các bạn lên nhá. Các bạn mang nhiều ngọc hút máu, phần trăm hút máu thì nó cũng giúp cho mọi người tăng thêm cái chỉ số đấy. Cấp độ của mình và cấp độ team địch bây giờ chênh lệch rất nhiều rồi. Mình cấp độ 10, team địch cấp độ 8. Trong cái phiên bản này là phiên bản Vương Quốc Rồng thì mình cũng thông báo luôn là Lữ Bố không hề có sự thay đổi sức mạnh đâu. Đấy, nhưng mà các bạn đừng có áp dụng build đồ của mình, bởi vì build đồ này là build đồ chôn game thôi. Còn build đồ chuẩn thì mình đã đưa đến cho mọi người rất là nhiều clip rồi. Giờ tiếp cận Caffeine này, lên bài điểm số. Trời ơi, làm sao được mình. Tiếp tục mình sẽ đánh để hút máu rất nhiều các bạn ơi. Dê ơi, tung thêm chiêu 2 vào mặt Dê. Có mạng nốt double kill. Mỗi phát đánh của mình nó sẽ hút máu rơi vào khoảng 400 máu cho đến 500 máu đấy. Được cái chiêu cuối cũng hồi rất nhanh nha. Kể cả team địch có úp sọt mình đi chăng nữa, khi hiện tại thì mình chưa thấy là team địch lên sách trừ hồn đâu. Mặc dù là 7 phút đồng hồ rồi. Thoải mái đi, có chiêu cuối đây như này. Máu của mình dày đúng không? Ít máu đúng không? Nhưng mà hút máu rất nhiều các bạn ạ. Không giết nổi vì quá trâu. Khi mà hút máu quá nhiều và skirt cũng bốc cười. Ba thành viên của team địch nhìn thấy mình còn xíu máu mà lao vào tấn công, nhưng mà mỗi tội không giết nổi mình, bởi vì hút máu nhiều lắm. Lát nữa khéo khi mà giao tranh mình không cần kích hoạt chiêu cuối lên mình đánh thường thôi, mình hút máu rất nhiều nha. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy sự hiện diện của sách truy hồn khi mà team địch lên, chưa thấy ai lên. Đấy, chưa thấy ai lên sách truy hồn gì cả. Cướp luôn thôi. Flo tầm này bị đánh tét tua rồi. Đấy, Flo bỏ chạy. Nếu như các bạn muốn áp sát nhanh đối phương khi mà chơi lưu bố thì các bạn kích hoạt chiêu 2 trước để làm chậm đối phương, sau đó các bạn sử dụng chiêu 1 để có thể tiếp cận và hất tung, sau đó các bạn kích hoạt chiêu cuối đánh thường. Còn nếu như mà các bạn đang đứng cạnh đối phương rồi ấy, muốn đánh nhau thì các bạn kích hoạt luôn chiêu cuối cho mình,
sau đó là sử dụng chiêu 2 rồi đánh chiêu 1. Nên nhớ là đừng có sử dụng chiêu 1 vội quá làm gì nhá. Chiêu 1 đừng có kích hoạt 3 lần vội quá làm gì. Bởi vì tránh trường hợp đối phương tốc biến mất thì các bạn còn có cơ hội để có thể sử dụng để có thể là hất tung đối phương nhá. Chứ nếu như các bạn sử dụng liền tù tì xong lúc đấy đối phương tốc biến là các bạn không thể đùa được nữa đâu. Bây giờ thì Mina ơi, đường về nhà là vào tim ta. Ôi ôi, chạy làm sao được bạn ơi. Dẫu nắng mưa gần xa, chạy đâu con sâu. Ôi ôi, mù mắt ghê. lỗi kỹ thuật các bạn ạ. Coi như các bạn chưa nhìn thấy gì nhá. Ảo thật đấy. Mình tung chưa một bừa quá. Thế nên là không chọn Mina làm mục tiêu. Ok, hiện tại thì còn thiếu đúng 2 trang bị nữa thôi là mình full đồ đấy. Bây giờ cần phải có chiêu cuối cơ. Mấy giây nữa có chiêu cuối. Phải dụ được team địch lên cao. Team địch bây giờ không dám lên quá cao đâu. Chỉ đánh kiểu thủ nhà. Khả năng cao để mà ép bây giờ team mình sẽ cần phải đẩy lính ở 3 đường lên. Mình đang làm nhiệm vụ đẩy cao lính ở đường trên. Rồi hy vọng rằng team mình sẽ đẩy ở đường giữa rồi đường dưới. Đấy, lính tràn lên như thế này chúng ta mới có cơ hội để có thể lấy từng cái trụ một. Rồi team địch lại ra thủ cái trụ á? À, không thủ à? Không thủ thì chúng ta lấy cái trụ này một cách thoải mái. Ừ, lại Caffany ra dọn lính rồi. Thôi không sao, chúng ta vẫn có trụ nha. Đấy, cần phải đẩy như vậy thì chúng ta mới có thể ép được trụ. Còn bây giờ ra ăn tổng thôi. Các bạn lưu ý giúp mình cái cung tà ma mình lên cho vị tướng Lữ Bố ấy. Thì thực chất cái cơ chế cung tà ma kích hoạt đối với các vị tướng đánh gần nó không có tác dụng đâu. Cung tà ma chỉ có tác dụng khi mà các bạn kích hoạt đối với các vị tướng có thể đánh được xa. Đấy, thì nó mới có tác dụng thôi, còn đánh gần kích hoạt nó không có tác dụng. Chủ yếu mình lên cái cung tà ma bởi vì chỉ số của nó có phần trăm hút máu nha. Đấy, chứ không các bạn cứ nghĩ là mình lên cái cung tà ma để kích hoạt hút máu cho Lữ Bố nhiều hơn. Không có đâu. Cung tà ma kích hoạt chỉ có áp dụng dành cho các vị tướng đánh xa như là xạ thủ chẳng hạn. Cho đánh gần như Lữ Bố hoặc các vị tướng khác đánh gần áp sát mà cầm thương đánh như thế này kích hoạt cung tà ma không có tác dụng gì. Farm suốt từ vừa nãy đến giờ. Hiện tại thì hút máu mình là 63% rồi. Trời ơi, khả năng cao không lên được 100% hút máu mất các bạn ạ. À, bởi vì Lữ Bố không như cơ chế của Triệu Vân kích hoạt chiêu 2 tăng thêm phần trăm hút máu rồi. Lữ Bố thì hơi khó các bạn ạ. À, bởi vì chiêu cuối cùng Lữ Bố ấy là kích hoạt phải dựa vào cái đòn đánh trúng mục tiêu thì các bạn mới có thể hút máu được. Thế nên khả năng cao lên được 100% hút máu là hơi khó. Bây giờ cố gắng làm sao lấy đường lính xuống cấp nhá. Nhờ đường giữa, ok có một đường rồi. Giờ tiếp tục mình sẽ lấy đường lính xuống cấp thứ hai. Ok, hai đường. Ăn nốt cái con Caesar đây. Mình là căn bản mình chưa phun đồ. Mình cần phun đồ một cái là xem qua về chỉ số của mình sẽ được bao nhiêu phần trăm hút máu. Lát nữa mình sẽ bật lên cho người. Team địch bây giờ chỉ còn đứng một đường lính xuất cấp nữa thôi mà. Là nhà như cái sân bay. Ok, có thêm kiếm nha. Hiện tại thì mình phun đồ rồi và chỉ số của mình vẫn là 65% hút máu. Ui ôi, Caffany ơi. Về làm sao được, kích hoạt luôn cái chiêu cuối và vã tặng mặt tôi. Hút 600 máu. Mỗi phát đánh của mình là 600 máu hút máu. Khả năng cao giờ mình tiếp tục sẽ cần phải farm và lát nữa bán thêm cái trang bị, bán cái giày kiên cường đi để lên trang bị nữa. Đến từ kiếm Phenia. Chứ còn khi mà phun đồ như thế này rồi mình chưa được 100% hút máu đâu. Giữ chân Mina này. Cố gắng xử lý Mina luôn này. Mina bốc hơi. Chưa gì team địch mất 3 người rồi. Chắc là mình không lên được full cái kiếm Phenia nữa đâu. Thôi thì được cái đồ nào hay cái đồ đấy các bạn ạ. Bây giờ mình bán luôn cái trang bị giày kiên cường đi. Rồi sau đó là mình sẽ lên thêm cái trang bị kiếm Phenia nữa. Không đủ rồi. Chỉ số mình là 73% hút máu nhá. Thôi chắc có lẽ mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.